Võ Tấn Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Và ngày hôm nay trong số phát sóng này, gian bếp Đấu Trường Ẩm Thực xin được chào đón hai nghệ sĩ khách mời, đó chính là diễn viên Tất Du Hằng và diễn viên ca sĩ Bảo Quân. Xin mời. Wow, chắc quá. Gửi lời chào đến quý vị khán giả nhé. Mà anh Bảo Quân. Dạ, tôi tên là Bảo Quân. Dạ, hết ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Dạ, em là Tất Diệu Hằng. Nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên. Dạ. Ở nhà mẹ hay mọi người hay kêu em là Hằng Ken Cook. Hả? Ken Cook là có thể nấu ăn á. Dạ, đúng rồi, nấu tuyệt lắm. Dạ, nghe rén. Và ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta sẽ được sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình của đầu bếp Đặng Anh Huy. Xin mời anh. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Lần thứ mấy anh đến với Đấu Trường Ẩm Thực anh ha? Đây là số thứ 3 rồi. Lần thứ 3 này thì không biết là cái món ăn mà anh mang đến đó là gì ạ? Ngày hôm nay anh giới thiệu hai món cực kỳ đơn giản luôn. Món đầu tiên là gì? Món súp vịt quay. Wow. Món thứ hai đó là món gỏi ếch rau rừng. Wow. Tò mò quá. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng lên món. Bất ngờ quá. Món đầu tiên súp vịt quay, vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Dạ, yeah, rất nhiều topping nha. Rồi bây giờ sẽ là món tiếp theo. Món thứ hai. Wow. Món thứ hai gỏi ếch rau rừng. Thì các loại rau này khi kết hợp lại với nhau á, có nhiều cái gia vị thuốc ở trong đó là thanh nhiệt cơ thể và những ngày nắng nóng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách nhỏ nhỏ nhé. Xin mời. Và thử thách dành cho hai nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là trong vòng 2 phút hai nghệ sĩ sẽ đây thị phạm luôn. Tất Du Hằng sẽ là màu đỏ ha. Dạ. Anh Bảo Quân sẽ là màu xanh. Trong vòng 2 phút chúng ta sẽ kẹp cái bóng ở đi qua những chướng ngại vật này, đặc biệt bằng mọi cách qua được cái này. Ừ. Rồi, để về bên đây. 2 phút, số bóng của ai nhiều hơn người đó sẽ có quyền quyết định tôi sẽ nấu món gì ngày hôm nay. Và thêm một đặc quyền nữa, người chiến thắng sẽ được đích thân anh đầu bếp chuẩn bị tất cả mọi nguyên liệu để thực hiện món ăn đó. Và bây giờ 2 phút dành cho hai nghệ sĩ bắt đầu, xin mời. Wow, mỗi người một chiến thuật. Chưa vào em ơi. Chưa vào em ơi. Wow, đừng làm bể bóng. Căng thẳng quá. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái lực kẹp của em nó mạnh vậy luôn hả? Trời ơi. Anh không ngờ cái lực. Cái lực kẹp của em nó dữ dội. Kẹp của em nó dữ dội như vậy. Em ơi, nhẹ nhẹ thôi. Từ từ thôi Hằng ơi, coi chừng bể bóng. Rồi nhả cái bóng ra từ từ. Trời ơi, thật là vô tình. Hey. Hiện tại thì anh Bảo Quân đang dẫn trước Tất Du Hằng cũng đã có được nhiều tỷ số. Trời ơi. Hey. Hey. Ôi, trời ơi. Cố lên, cố lên. Bảy loại vậy chứ gì. Hiện tại thì số bóng màu đỏ đang dẫn trước. Để tôi coi. Dịp. Hết giờ. Hết giờ. Ây, trời đất ơi. Vô. Tuyệt vời. Và sau 2 phút với sự cố gắng hết sức là nhiệt tình của hai nghệ sĩ, số bóng màu xanh là của anh Bảo Quân đúng không? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5 quả bóng. Và số lượng bóng của Tất Diệu Hằng 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và như vậy là chiến thắng đã thuộc về diễn viên Tất Diệu Hằng. Yeah. Có biết là món ăn nào mà em sẽ lựa chọn nấu trong ngày hôm nay? Đó chính là món súp vịt quay. Và món súp vịt quay là sự lựa chọn của Tất Diệu Hằng. Ngay bây giờ sẽ là phần thể hiện của em ấy. Xin mời. Trong thời gian 20 phút, nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện món ăn với sự hướng dẫn của đầu bếp. Sẽ có những thử thách mà MC đặt ra để làm khó người chơi. Đầu bếp sẽ là người quyết định món ăn, cũng như nghệ sĩ nào sẽ giành chiến thắng.
Cuộc tranh tài của Đấu Trường Ẩm Thực bắt đầu. Và trên bàn của chúng ta là tất cả những nguyên liệu để thực hiện món súp vịt quay. Xin mời anh sẽ cùng liệt kê lại những nguyên liệu cần thiết nhé. Súp vịt quay thì chắc chắn một điều chúng ta phải có vịt quay em ha. Ta có nấm đông cô, đậu hũ, cà rốt, dầu hào, hắc xì dầu và giấm tiều, dầu mè, bột năng. Và bây giờ sẽ là 20 phút dành cho Hằng Khen Cúc bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta bắt một cái nồi nước lên em và lấy dầu lên thớt. Đây rồi. Vịt em cứ xé sợi ra được. Còn cái phần da thì chúng ta dùng nửa cuộn là chúng ta cắt sợi. Vỏ tấn phát nè, vỏ tấn phát nè. Sợi rồi đây. Rồi. Sợi dây xích á. Dạ rồi. Da chúng ta cuộn lại, thái nhuyễn đó ha. Đúng rồi. Wow. Anh bắt đầu anh tin là Hằng Khen Cúc rồi đấy. Dạ. Yeah. Trời ơi. Em ơi. Không sao không sao. Dạ xong rồi anh ạ. À. Cái phần nón đông cô này chúng ta cũng cắt sợi luôn. Tới lượt đậu hũ em cắt sợi luôn giúp anh. Cắt sợi nha. Wow. Wow. Một pha xử lý rất là thông minh. Sợi này sợi dây chuyền hay gì? Cà rốt bào vỏ cắt sợi luôn em. Mình là giao lưu nhẹ một vài chiếc biết chứ hả? Ok. Dạ, yeah, tất nhiều hàng. Vô. Đợi xíu anh ơi, căng thẳng quá. Cái khúc này. Sợi nấu súp em ơi, chứ không phải sợi nấu bò kho. Bự dữ vậy. Rồi anh nghĩ là sau khi em cắt sợi xong em thả vô nồi luôn cho nó nhanh chín đi em. Sao tôi hồi hộp cái dĩa súp này quá. Rồi thì bây giờ chúng ta nêm gia vị vào. Dạ. Dầu hào nè ha. Dạ. Giấm tiều với là hắc xì dầu mình cho vô hết đi em ha. Đầu tiên mình cho giấm tiều nha. Còn rồi. Đây là dầu hào mình sẽ bỏ vào hết. Đúng. Rồi bây giờ em cho anh một muỗng cà phê muối vô ha. Đây. Em ơi, muỗng rồi. Cái này là hai muỗng rồi. Cái đó một giá rồi. Rồi rồi, một muỗng hạt nêm. Rồi rồi, rồi ba muỗng đường ha. Một thì trong sáng, một thì muốn bên nhau. Wow. Và trong vào nấu sẽ thấy được vì yêu thương. Bỏ hai muỗng là bằng bốn muỗng người ta luôn á, trời ơi trời. Cùng một chút giận hờn. Em ơi, mình nấu mình bớt hát á. Nấu cho tình yêu. Dặn nước miếng vô nồi em ơi. Ba muỗng là thành sáu muỗng rồi đó. Cái phần bột năng này nè, mình cho tỷ lệ nước gấp 10 lần vào, mình khuấy tan lên em ha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta cho dao vịt vào. Mình cho vịt vào nhé các bạn yêu. Bắt đầu chúng ta cho nấm đông cô vào. Chúng ta bắt đầu cho bột vào. Có chừng thành đậu câu luôn á. Sắp đông rồi. Cho em có khuôn đậu câu đi. Vậy bây giờ mình sẽ cho tàu hũ vào chứ đầu bếp hỉ. Cho đậu hũ vào mình khuấy nhẹ nha. Không sao. Ê cái màu nó giống chè tuyết yến ha. Giải nhiệt mùa hè. Em ơi, sắp hết giờ rồi em ơi. À, biết rồi, biết rồi. Trời ơi, chén súp giải nhiệt hay giải nghệ thì không biết. Anh này, anh phải tin tưởng em chứ. Dầu mè rồi, bỏ vô đi em ơi. Chè này lạ ha. Mình bỏ tiêu rồi là để dậy cái mùi món ăn của mình đó các bạn. Ở nhà có ai không ăn tiêu được thì đừng bỏ nha. Nhìn bé nấu mà sao em thấy giống chơi đồ hàng quá. Và với món súp này là chứa đựng tất cả tình cảm mà Tất Diệu Hằng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nó nha. Quá nôn nóng để có thể thưởng thức được món súp tình yêu mà nhỏ em gái nó nấu. Một thìa trong sáng. Một thì muốn bên nhau, hòa chung vào nấu sẽ thấy được vì thương mến. Mời em, mình thì một thìa thôi anh ha. Tôi lại thấy súp nó rất là ngon nha. Thấy chưa? Còn anh bảo cua đâu, anh ăn xong anh kéo đàm quá vậy. Theo như tôi thấy thì có vẻ tiêu hơi nhiều. Ăn nó sặc lên mũi. Nó dở cảm hả? Dạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của diễn viên ca sĩ Bảo Quân. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần thể hiện của anh Bảo Quân. Nhưng mà cái phần của mình thì nó hơi gian truân hơn chút xíu. Tại vì hồi nãy mình thua đó anh. Dạ. Dạ. Và trong vòng 2 phút thì anh sẽ phải tiến tới cái quầy bên kia. Mình lấy tất cả các nguyên liệu cần thiết để thực hiện cái món ăn mà mình thực hiện ngày hôm nay. Huy sẽ liệt kê tất cả những cái nguyên liệu cần thiết. Mình lắng nghe chỉ một lần thôi anh nhé. Một lần thôi. Dạ. Và một lượt đi chúng ta sẽ lấy một nguyên liệu. Bây giờ xin mời anh Huy liệt kê nguyên liệu cần thiết. Gỏi, ớt, rau rừng. Đầu tiên chúng ta phải có ớt nè. Chúng ta có rau rừng, có ớt sừng. Chúng ta sẽ có hành tây, giống mè rang, tỏi ha, húng lủi, hành phi. Rồi đây, giỏ của anh. 2 phút bắt đầu. Đi nhớ trả giá nha. Có phải qua đây không? Đúng rồi. Ớt đây.
À, húng lủi. Một lần một nguyên liệu thôi nha. À, một lần một nguyên liệu hả? Dạ, dạ, gì đi thẳng được. Bình thường chuyện cho em. Cũng hờ là anh thua chứ em thua, không biết em chạy lấy đồ sao luôn á. Lẹ đi, lẹ đi. Húng lủi của anh hả? Anh ơi, vớt một trái ớt nha anh. Trời ơi, đốt trước này giật quá phá rồi. Hành, 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 hành. À, tỏi, tỏi, hành. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Nhẹ nhẹ, nhà rồi rồi. Rồi. Ủa vậy sao mình không lại đây mình đổ? Cho mình có công ăn chuyện làm á anh, chứ mình đứng đợi lâu quá. Những giây cuối cùng. Húng lủi, húng lủi. 10. Húng lủi kìa anh, kìa. 9. 8. 7. Lấy cái trái cây về ăn tráng miệng không anh? Rảnh quá heo. 3. Hết giờ. Và như vậy trong vòng 2 phút thì anh Bảo Quân đã lấy được những nguyên liệu sau đây. Đó, một mâm rau rừng, hành phi, tỏi băm, mè rang, húng lủi, ngò tây, ớt, ớt sừng đỏ, hành tây, hành tím, tỏi, chanh, ếch. 20 phút dành cho Bảo Quân. Xin mời anh. Đã có trời một cái tô. Trời ơi, thấy ghê chưa? Cái thớt. Điêu luyện quá. Dao. Đó, chặt làm tư ra ha. Rồi. Cắt con ếch nhuyễn quá. Quá nhuyễn. Rồi. Chúng ta sẽ ướp với lại hạt nêm. Chúng ta cho nửa muỗng hạt nêm. Nửa muỗng thôi nha. Rồi, tiêu, ít tiêu vào. Mình gấp rút lên không nữa. Chúng ta cho khoảng một muỗng dầu ăn vô. Rồi, xong chúng ta bỏ qua một bên. Chúng ta lấy thớt, lấy dao sạch, băm một nửa trái ớt sừng đỏ và một nửa tỏi này chúng ta ướp. Hỗ trợ. Đúng rồi, hỗ trợ. Thôi mình lặt rau đi. Rồi bây giờ mình một nửa tỏi và một nửa ớt vào trong ếch, mình trộn đều lên nè. Một nửa tỏi, một nửa ớt vào trong ếch. Một nửa ếch vào trong ớt. Rồi, chúng ta trộn đều lên. Trộn đều. Ướp cái ếch phút thôi, chúng ta đem đi chiên ha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái thớt sạch, dao sạch, bắt đầu chúng ta cắt hành tây cắt sợi nè, ớt sừng cắt sợi nè. Anh nấu chuyên nghiệp vậy là chắc người yêu của anh mê lắm đúng không? Không, ở nhà anh lại không nấu em ạ. Vậy à. Rồi hành tây cắt sợi bỏ vô đây luôn. Ủa cái chảo này cần... Chảo hả? Mình cho miếng dầu vô mình bỏ ớt vô mình chiên luôn được rồi. Áp chảo thêm, dầu ít thôi. Rồi đủ rồi, một lượng ít thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta băm cái phần húng lủi này. Húng lủi. Băm một ít, còn một ít chúng ta chừa lại chúng ta trang trí sau. Quá chuyên nghiệp. Rồi. Bây giờ ha, cái phần rau rừng này Mình bỏ lên thớt, mình thái rối nó, mình cắt khoảng 3 nhát cho cái cọng rau nó nhỏ lại cho đứa ăn cho nó dễ. Ok. Rồi, quá đẹp em. Rồi. Phần rau chúng ta xong rồi. Ớt thì Phát đã hỗ trợ chiên giùm em rồi. Thì bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta làm nước mắm. Chúng ta cắt chanh ra. Bây giờ anh nói sơ qua một cái tỷ lệ nha. 3 chanh, 3 mắm, 5 đường. Rồi trộn đều lên là thành nước mắm trộn gỏi. Rồi vô, xuất. Một muỗng nè. Ồ chuyên nghiệp ha. Bắt chanh bỏ vỏ. Hả? Sao giống chửi tôi quá vậy? Quá trời. Chứ có lấy vỏ đâu. Tôi nói sao giờ. Rồi 3 muỗng nè, 5 đường. 2, 3, 4, 5, 3 mắm. Ủa hồi nãy anh xài muỗng kia sao giờ anh lại xài... Mắm nó khác em ạ. Thôi gì nữa? Xong hết rồi, giờ bỏ vô trộn thôi. Hành phi, vô đây. Tỏi ớt vô nước mắm hòa lên, cho nước mắm nó thơm lên. Đúng rồi. Đây, xong. Rồi. Rồi, ớt mình cho vô đây. Ớt cho vô đây, ớt bỏ vô đây. Hết rau luôn. Bỏ vô đây. Mè cho một nửa thôi, một nửa còn lại rất là mặt. À, ok, hiểu. Nước mắm đâu trộn khi thế vậy? Mình đổ 2/3 thôi, 1/1 còn lại để mình làm nước mắm nước chấm chứ. Hãy coi đây. Anh đừng vậy. Ra món rồi. Wow, xanh lè luôn. Anh bất cần giùm em cái khúc này. À, mình có cái tên gọi nào cho món ăn của mình không anh? À, dạ em xin đặt món ăn tên này là ếch núp lùm. Nó lẫn ở trong rừng dạ, cây. Dạ đúng rồi, nó lẫn ở trong lùm cây đó. Không, em nghĩ cái tên khác nó hợp hơn. Tên gì em? Ếch ủa. Ếch ủa. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha, xin mời. Gọi ếch núp lùm. Mình phải dán cái lùm ra thì mình mới thấy được con ếch nó nằm ở trong. Ếch nó núp kỹ quá. Thôi.
Anh thấy sao anh Quý? Thì về một cảm quan á thì ổn thôi. Đánh giá rất cao Bảo Quân rồi, sau khi em làm ra xong á, em tự tin em nói là ổn. Quan trọng là món ăn mình làm ra mình cảm thấy nó ổn trước rồi đã. Tất cả sẽ thể hiện bằng số điểm. Xin mời. Và như vậy là chúng ta đã nếm được hai món ăn đến từ hai nghệ sĩ khách mời. Món nào cũng có những dấu ấn riêng. À, khó cho anh ha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chấm cho món của tất giữa hàng trước đi ha. Món súp vịt quay. Về cái quá trình mình thao tác, anh cho 2 điểm. Về cách trình bày món ăn thì cho 2 điểm luôn. Em đang có 4 điểm rồi đó hả? Dạ. Hương vị thì anh cho 5,5 điểm. 9,5 trên 10 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món Văn Bảo Quân. Cho mấy về điểm? Về phần thao tác, 2 điểm tuyệt đối luôn. Và về cái trình bày? Cách trình bày hả? 2 điểm tuyệt đối luôn. Quan trọng là khúc vị nè. Điểm 5 thôi em. Dạ. Vậy là anh chỉ được 9 điểm thôi sao? Rồi như vậy là với 9 điểm rưỡi thì Tất Dự Hàng đã xuất sắc giành được chiếc cúp danh giá ngày hôm nay. Dạ, xin mời anh Huy. Quá hãnh diện luôn, nhìn tay trao cúp, mình đứng với cái hàng. Một lần nữa xin được cảm ơn hai nghệ sĩ cũng như là anh đầu bếp Huy đã mang đến những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và thú vị dành tặng cho quý vị khán giả. Đấu trường ẩm thực, biên đạo múa, Poppy Nhật Lêm sẽ đụng độ diễn viên đầy năng lượng, cẩm hòa trong đấu trường ẩm thực để chế biến món ăn của đầu bếp Hồ Đức Trường. Ai sẽ là người chiến thắng? Khi nấu ăn không chỉ là nấu ăn. Em đưa giỏ trứng đây này. Hả? Đưa cái giỏ. Để hồi cứ quên bỏ vô chiên luôn. Bất ngờ, quý dầu và nhiều cảm xúc. Ai sẽ là người làm hài lòng đầu bếp và chiến thắng? 70 á. 70 ha. Wow. Anh, món em nãy mấy 10. Đón xem đấu trường ẩm thực. Còn bây giờ, tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.